Ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Tú, 38 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, về tội giết người. Tú là người đã chích điện vào vợ mình khi cô này đang ngủ chỉ vì ghen tuông. Theo cáo trạng, anh Tú và chị Nguyễn Thị Tê, 33 tuổi, ngụ xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, kết hôn vào năm 2009 và có 2 đứa con chung. Trong thời gian sống chung, anh Tú và chị Tê thường xảy ra mâu thuẫn về việc Tú chơi cờ bạc, thiếu nợ nhiều người. Do tức giận việc chị Tê làm đơn xin ly hôn với mình, nên Tú nảy sinh ý định giết chết chị Tê. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, Tú đem theo một đoạn dây điện, một đầu có chui cắm, đầu còn lại dây trần, 2 cây dao, một bút thử điện, đến nhà cha mẹ vợ. Sau đó, Tú lẻn vào phòng chị Tê đang ngủ, dùng dây điện cắm vô ổ điện và chích điện vào chân vợ, gây tiếng nổ và làm nguồn điện bị ngắt. Chị Tê bị điện giật bỏng chân nên tri hô. Tú để lại đồ vật tại hiện trường, bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.